Xin chào anh chị, ngày hôm nay thì em Hiếu sẽ chia sẻ cho anh chị một số lý do mà anh chị nên chọn một iPhone 20 có giá trên 10 triệu đồng để anh chị đi làm quà tặng. Lý do đầu tiên đó là iPhone có thiết kế hộp rất sang trọng và đẹp mắt. Ngoài việc tặng quà thì iPhone rất phù hợp để trưng ở trên kệ. Phụ kiện của iPhone đi kèm có ly chính hãng và đá vĩnh cửu. Ngoài ra thì Molex còn có một cái câu chuyện rất đặc biệt. Câu chuyện của Molex 20 bắt nguồn từ sự lãng quên 12 chai rượu trong kho cũ kỹ của ngài Alexander Cook được con gái tìm thấy. Nó là tâm huyết và là màn trình diễn cuối cùng của bậc thầy đài tài. Sự cố bất ngờ này đã tạo nên tinh hoa cho hậu thế và chúng được ví như quái thú của vùng đặc thao. Molex 20 là dòng whisky đơn cất, sâu lắng và phức tạp, nổi bật với hương thơm của gỗ tuyệt tung, cam quýt, kết thúc với hương cay nồng, mượt mà và kéo dài. Một trong những bí mật cốt yếu làm nên danh tiếng của Molex 20 đó là quy trình chưng cất đặc thù 2.81 lần. Đây là quy trình được sáng tạo và tính toán tỉ mỉ từ ngài tiến sĩ Alexander Cook. Sự tinh tế và tỉ mỉ trong từng chi tiết đã tạo nên chất lượng của Molex 20. Molex 20 xứng đáng là tinh hoa của nghệ thuật thưởng thức whisky. Và vừa rồi là chia sẻ của em Hiếu về một dòng Molex rất cao cấp, rất phù hợp để anh chị có thể làm quà tặng trong dịp Tết năm 2024. Nếu anh chị muốn tìm hiểu thêm về các dòng vàng hay các dòng whisky khác, em Hiếu mời anh chị xem thêm trên YouTube hoặc liên hệ qua số hotline 0826 737 737 để lựa chọn cho mình những phần quà hấp dẫn ưu đãi cho Tết Giáp Thìn năm 2024 tại Avenue Y. Vậy chị cũng đừng quên bấm đăng ký kênh của Avenue Y để xem thêm những video vào ngày mai.